Nhà thuốc Đông y Khương Chờ Thảo Dược vùng Tây Bắc xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Khương Chờ giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây ngoi nước các bạn ạ. Cây này rất là nhiều bạn đã đưa lên YouTube nhưng các bạn không biết tên nó mà cũng không biết tác dụng của nó là bệnh gì. Và các bạn có nói là ai biết tính năng tác dụng của nó, công dụng của nó chữa bệnh gì thì xin bình luận vào dưới phần bình luận ở dưới. Bạn như thế là bạn quá sai lầm. Nếu như tôi bình luận cây này là chữa dạ dày đại tràng, nhưng mà đi ngoài táo ra lỏng, tôi chỉ cần bình luận vào các bạn đã đủ chết rồi nhé. Cho nên chưa biết được tính năng tác dụng của nó thì đừng nên giới thiệu cho những người người ta làm thuốc theo dõi chương trình của mình, rất là nguy hiểm nhé. Vì nếu như không biết được tính năng tác dụng của nó thì ví dụ như tôi không biết này, tôi cứ nhìn thấy cái này là tôi biết này này, à toàn thân có lông này, lá non này cũng có lông nhiều này, lá mọc so le này, có mùi thơm hắc này nhá. Thế thì ai mà chả biết thì gì mà phải theo dõi chương trình sốt ruột. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây ngoi nước. Cây này là một cây thuốc mọc hoang dã ở những vùng đồi núi đất. Nồi núi đất và đồi đá đều có hết nhưng ở đồng bằng không có các bạn nhá. Cây này là cây thân gỗ. Đây thân gỗ. Thân gỗ đây các bạn ạ. Đây. Thân gỗ đây các bạn nhé. Đấy. Toàn thân có lông. Toàn thân có lông, ngọn non rất là nhiều lông. Đây, các bạn ơi, nhìn ngọn non rất là lông. Lá mọc so le ở phần cuống. Ở phần cuống lá hình bù dục, thuôn dài, mép nhọn, chóp nhọn. Cả hai mặt lá đều có lông. Mép không có răng cưa, lá vỏ ra có mùi thơm các bạn nhé, có mùi thơm. Cây ngoi nước là một cây thuốc rất là quý, chữa được rất là nhiều bệnh. Bệnh đầu tiên tôi nói với các bạn lấy cái lá này sát ra vào những nơi bị hắc lào. Bệnh thứ hai dùng lá nó là các bạn giã ra đắp vào hai bên thái dương bị đau đầu nhé. Ai bị đau đầu mà hai bên thái dương rất là khó chịu, uống 1-2-3 viên thuốc là khỏi. Các bạn lấy cái lá cây ngoi nước này giã ra, hơ nóng đắp vào hai bên thái dương là khỏi. Rễ cây ngoi nước làm thuốc chữa đau răng các bạn nhé. Các bạn đào về đun đặc ngậm khỏi đau răng. Rễ cây ngoi nước làm thuốc chữa bệnh dạ dày, mà bệnh dạ dày mà đi ngoài lỏng các bạn nhé, có cơn đau kịch, đây là cây ngoi nước. Rễ cây ngoi nước làm thuốc gan các bạn nhé. Đấy. Cây ngoi nước làm cây rất là làm rất là nhiều bệnh. Bây giờ tôi giới thiệu cái cây ngoi nước để làm thuốc dạ dày đại tràng các bạn nhé. Rễ cây ngoi nước 1 nắm. Rễ cây trứng quốc 1 nắm. Rễ cây dạ cẩm 1 nắm. Rễ cây khổ sâm 1 nắm. Rễ cây bùng bụt 1 nắm. Mấy vị này các bạn phối hợp thành thang thuốc đun cho bệnh nhân uống vào sẽ khỏi, nhưng không được uống đặc các bạn nhé, thì uống sôi trong vòng 5 phút thôi nhé. Cây ngoi nước ngoài ra ở trong nông thôn chúng tôi còn gọi là cây cà dại nhé, bởi vì nó rất là giống cây quả cà dại các bạn nhé, nhưng mà mỗi tội cái lá nó khác, nó dài hơn thôi. Hoa cũng trắng nhưng không có gai các bạn nhé. Toàn thân có lông các bạn nhé, nhớ đấy. Các bạn từ khi xem YouTube đến giờ hôm nay mới là được tôi giới thiệu các bạn đây là cây ngoi nước. Nếu bạn không tin, bạn vào trang của Đỗ Tất Lợi nhé, khác thấy cây ngoi nước tính năng tác dụng của nó đấy. Tôi nói với các bạn, tôi đã không biết cây nào thì thôi, chứ biết cây nào thì tôi phải giới thiệu cặn kẽ, chứ không phải bảo là ai biết tính năng tác dụng của nó xin vào phần bình luận. Sai, đừng có làm như thế. Không biết thì chớ nên làm như thế, để cho những người không biết rồi rất là nguy hiểm nhé. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại chương trình sau.